là nữ duy nhất trong đội cảnh sát đặc nhiệm kỹ năng bắn súng của an chân không ai trong đội sánh kịp cả giáo viên đều cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn thấy việc leo núi không cần dụng cụ càng không cần nói gần như không cần sức mạnh tự mình leo lên không khác gì việc ngồi thang máy kéo mạnh lên là nữ giới có thể gia nhập đội cảnh sát đặc nhiệm anh ta hoàn toàn dựa vào giấc mơ và nỗ lực chắc chắn không phải vì bố anh ta là bộ trưởng nội vụ hôm nay xem bộ phim hài pháp đội cảnh sát điên rồ ước mơ của an chân là trở thành một cảnh sát đặc nhiệm nhưng điểm cao nhất của anh ta không vượt quá hai điểm đừng nói đến cảnh sát đặc nhiệm thậm chí cả đội cảnh sát thông thường cũng không muốn anh ta nếu không phải vì bố anh ta anh ta còn không thể vào đội cảnh sát ngày hôm đó anh đang điều tra xe vi phạm đỗ bất ngờ nhận được thông báo có người giả danh nhân viên vận chuyển tiền cướp ngân hàng anh ta ngay lập tức đến hỗ trợ vừa đúng lúc gặp tên cướp ra ngoài nhanh lên có người đang cướp đấy mặc dù đã thả tên cướp nhưng đã làm thương vong cho giám đốc ngân hàng nhưng may mắn là tên cướp đã để lại một khẩu súng, dựa vào dấu vân tay trên đó chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Kết quả. Dựa vào mô tả của người hiện trường và dấu vân tay còn sót lại trên khẩu súng, Á Châu đã trở thành đồng phạm của tên cướp, ngay lập tức bị thủ trưởng cảnh sát đình chỉ công tác. Á Châu rất buồn chán chỉ có thể dẫn dữ với vệ sĩ của bố. Bố đã để bảo vệ vệ sĩ, liền tìm thấy đội trưởng đội cảnh sát đặc biệt, yêu cầu anh ta đưa con gái vào. Đội trưởng nhìn vào bảng điểm một cái, nói rằng điểm này còn kém hơn cả chó cảnh thực sự là không thể làm gì được bộ trưởng nghe xong nói rằng anh ta cũng không vô lý nhưng ngân sách của đội cảnh sát đặc biệt tháng sau thì cùng ngày tối á châu đã nhận được thông báo được nhận vào đội cảnh sát ngày hôm sau anh ta đã đến báo cáo tại đội cảnh sát hướng dẫn viên nhìn thấy là phụ nữ lúc đó đã bối rối nhìn vào hồ sơ càng bối rối hơn hồ sơ nhập cảnh sát đặc biệt chỉ dán một tờ giấy ghi chú trên đó viết rằng hãy đến gặp tôi sớm nhất có thể huấn luyện viên ngay lập tức tìm thấy đội trưởng hỏi anh ta tại sao lại sắp xếp một phụ nữ vào đội Đội trưởng nói rằng hồ sơ của An Chân rất xuất sắc, anh ta có tài năng đặc biệt và kết hợp với đội cảnh sát đặc biệt thì hoàn hảo. Huấn luyện viên nghe một lần liền muốn xem hồ sơ. Không cần phải xem, và không có bất kỳ mối quan hệ nào với bố là bộ trưởng nội vụ của anh ta. Huấn luyện viên lúc đó đã hiểu, chớp mắt đã đến lúc huấn luyện binh lính mới, đội trưởng tự mình tham gia giúp anh ta ra lận, và An Chân cũng có tài năng trong bắn súng, cũng có thể gọi là bắn trúng đầu từng phát, nhưng trong buổi tập trận thực tế làm thương đồng đội cũng là chuyện thường xuyên người có thành tích tốt nhất là người lặn các đồng đội khác nhiều nhất là 5 phút và thời gian của anh ta phụ thuộc vào đồng đội khi nào xuống lấy anh ta uống chút nước ngày hôm đó xảy ra vụ cướp lớn an chân và họ là học viên không được phép ra làm nhiệm vụ một phóng viên để có tin tức nổi bật đột nhập khu vực cấm và trực tiếp phát sóng việc triển khai của đội cảnh sát đặc biệt ra ngoài mặc dù cuối cùng hành động đã thành công nhưng vẫn có vài cảnh sát đặc biệt bị thương nặng bố của azen bộ trưởng lo lắng rằng con gái sẽ gặp tai nạn khi ra làm nhiệm vụ lại tìm thấy đội trưởng và yêu cầu ông sa thải con gái đội trưởng cảm thấy khó xử một chút đội cảnh sát đặc biệt không phải là nhà của bạn muốn đến thì đến muốn đi thì đi nhưng anh ấy có thể chuyển Azen sang một vị trí an toàn hơn ngày hôm đó bộ trưởng đi cùng tổng thống đến cuộc họp kết quả là họ gặp lại Azen ở đó vị trí an toàn của đội trưởng là làm bảo vệ cho tổng thống nhưng Azen đã an toàn tổng thống thì không chắc chắn may mà tổng thống đã bị mơ màng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó hơi khó nhớ sau sự việc này đội trưởng cảm thấy Azen làm bảo vệ cho tổng thống, tổng thống sẽ quá nguy hiểm và sau đó họ lại yêu cầu anh ta nghe điện thoại của nghi phạm. Kết quả là anh ta đã trực tiếp nhận cuộc gọi. May mà nghi phạm chỉ muốn đặt đồ ăn, Azen chỉ có thể giả vờ làm nhân viên giao hàng. Trong khoảnh khắc mà nghi phạm mở cửa, cảnh sát đặc nhiệm phía sau sẽ lao vào để bắt giữ đối phương. Kết quả là chưa đợi cảnh sát đặc nhiệm lao tới, anh ấy đã bắt giữ nghi phạm ngay lập tức. Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp của học viên, giáo viên tự hào dán huy hiệu cho học sinh. Nhưng đến lượt Azen, tôi không thể làm điều đó thứ trưởng, tôi không thể làm điều đó thứ trưởng đây là một cuộc hành động quan trọng để đảm bảo cuộc hành động diễn ra suôn sẻ giáo viên yêu cầu Azen mặc đồ bình dân Azen nghĩ rằng mình sẽ đi trao đổi con tin kết quả là giáo viên nói với anh ấy đi sang bên kia tìm quán cà phê uống từ từ uống cho đến khi nhiệm vụ ở đây kết thúc mặc dù không hài lòng nhưng anh ấy vẫn đến quán cà phê kết quả là khi thanh toán anh ấy lộ ra bộ đồ cảnh sát mặc bên trong đúng lúc bị ông trùng khủng bố bên cạnh nhìn thấy ông trùng nói rằng mình là cảnh sát đặc nhiệm của cơ quan an ninh muốn hiểu rõ kế hoạch hành động Azen nghe xong liền tường thuật chi tiết từng điều những kẻ khủng bố bên trong đã nhận được thông tin, tiến hành tấn công trước, bắt giữ lộ trình tấn công của đặc công. Vừa vặn bắt giữ được kẻ khủng bố, tuy nhiên cũng có đặc công bị thương nhẹ. Vết thương dù chết người nhưng không gây tử vong. Và một ngày, trong một sự kiện diễu hành, An Chân nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, đó không phải là một đặc vụ của cục an ninh sao? Cậu vẫn còn thói quen này à? Kẻ khủng bố vội vàng nói rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, phải giữ bí mật danh tính. Lúc này, họ gặp phải cuộc kiểm tra của cảnh sát, nói rằng có hai tên cướp đã xâm nhập vào đám đông. An Chân nhanh chóng trình diện giấy tờ. Tôi biết hai cô gái phía sau là của cục an ninh và như vậy anh ấy đã cứu thành công kẻ khủng bố vào buổi tối anh ấy còn mời họ đi ăn kết quả anh ấy đã vô tình tiết lộ vài ngày sau sẽ có một lô vàng cần được vận chuyển vào ngày đó các nhà lãnh đạo các quốc gia cũng sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật nếu cuộc họp này xảy ra sự cố thì chuyện sẽ trở nên hỗn loạn lớn khi kẻ khủng bố nghe thì nhanh chóng hỏi chi tiết hãy nghe tôi nói kỹ đây là thông tin mật bộ trưởng nội vụ sợ vàng này bị cướp hãy để đội cảnh sát đặc biệt hộ tống suốt chặng đường trên loa xe anh gen nghe được bài phát biểu trước đó của kẻ khủng bố bỗng cảm thấy quen quen liệu các đặc vụ an ninh đã xâm nhập vào bên trong địch chưa sau đó nghĩ lại không đúng chỗ anh ấy vội vàng tìm đến đội trưởng và nói rằng kẻ khủng bố sẽ tấn công cuộc họp bí mật đội trưởng nghĩ anh ấy đang đùa làm sao kẻ khủng bố biết về cuộc họp bí mật anh gen không thể nói rằng mình đã tiết lộ chứ và rồi anh ấy tự lái xe đến đột nhập trực tiếp vào hội nghị ngay lập tức bắt cóc cha mình yêu cầu tất cả lãnh đạo rời khỏi đây nếu không sẽ tự biến mình thành mồ côi lãnh đạo các quốc gia hoảng sợ nhanh chóng rời đi lúc này kẻ khủng bố cũng đến Sau khi kết thúc vụ nổ, đội cảnh sát đặc biệt cũng đến, đã xảy ra trận chiến gay gắt với kẻ khủng bố và An Chân vừa gặp phải ông trùm của chúng, tình cờ cả hai đều hết đạn, đang chuẩn bị so tài vũ khí lạnh, đột nhiên. Chiến thắng đến một cách không ngờ, cuối cùng, An Chân đã đạt được vinh dự cao nhất trong bộ phim, trở thành một cảnh sát đặc biệt thực thụ, cũng tôn vinh những người đã dùng tính mạng để bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Vậy là kết thúc chương trình lần này, hẹn gặp lại ở chương trình sau, yêu các bạn.